Mình là Công Ngọc Bảo Linh và nghệ danh của mình là Linh Ly. Thì trước đây thì Linh cũng đã có một vài sản phẩm âm nhạc mà mọi người đã biết đến với hình ảnh cũ của Linh, và bây giờ thì Linh đã đột phá rồi. Về sản phẩm nhạc mới thì mới chỉ không phải là không dám thôi, và trong thời gian sắp tới thì Linh hy vọng là sẽ làm được nhiều sản phẩm hơn nữa để mọi người xem. Có thể nói thì Gương Mặt Thân Quen là một chương trình mà sau khi Linh được trở về là chính mình, Linh mới xuất hiện trước tất cả mọi người. Và cái mục đích mà Linh đến với Gương Mặt Thân Quen thì chắc chắn là sẽ không phải là vì giải thưởng đâu, không phải là vì quán quân đâu, mà là Linh muốn thử thách bản thân mình, và Linh muốn cho tất cả các khán giả của mình được thấy Linh làm những gì trên sân khấu. Linh được hóa thân thành những người nổi tiếng, những nhân vật truyền cảm hứng, và Linh rất là muốn mọi người được nhìn khía cạnh khác của Linh, khám phá thêm bản thân Linh những cái khả năng mới. Thì thực sự là Linh thấy mọi người rất giỏi luôn đấy, tại vì là bạn Thái Sơn này, bạn giọng rất hay này, Karan đúng không? Rồi Lịch thì Linh chưa thân với Lịch rồi, Lịch giả giọng thì cũng chưa được lắm, nhưng mà Lịch có lợi thế là nhảy hơi bị được luôn. Nói chung là về phần hình thể và phần về cái biểu diễn là Lịch là hơi bị ok la đấy. Còn á, ai đấy ở ngoài ra thì có rất nhiều bạn, Lâm Chun á, Hải Đăng Du nhá, và bạn Phạm Việt Thắng. Các bạn ơi, đến khi mà gặp mặt và trực tiếp nói chuyện với các bạn và xem những phần hình diễn mình, Linh mới thấy là wow, các bạn làm rất tốt. Sau khi mà nhận được đề bài là anh Quang Linh thì Linh cảm thấy là oh wow, nó thật sự là một cái khó, bởi vì là bây giờ thì Linh đã thay đổi rồi và hóa thân thành nam, thì nó cũng là một cái khó khăn đi. Và thêm nữa thì là lại phải tóc rất là dài, nhưng bây giờ lại phải làm cho nó dường như là không còn tóc nữa luôn, thì cảm giác là nó cứ bị đảo lộn ấy. Nói chung là phải tập rất nhiều, phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà cảm giác đồ hơi sợ, nhưng mà sau đó thì cũng đã bình tĩnh lại, suy nghĩ lại, ok, mình sẽ làm được, mọi người ạ, hãy chờ Linh nhá.